please on. Bữa bò này ông nghệ ra trộn thế. Hả? Đây. Tưởng đủ rồi cho bò ở đây. Cho ông Sơn ông ném xi bột đỡ bụi. Anh Tuấn ơi, mấy cái chỉ tròn tròn này nó bị đất nặng, liệu nó có rụng không? Hả? Nứt đấy. Nứt bố hết rồi cái đầu. Đinh ở đây.